Từ rất lâu trước kia, có một chàng trai đem lòng yêu một cô gái. Anh ấy còn vì cô mà làm một con búp bê giống y khuôn mặt của cô. Cô gái rất cảm động và nhận lời yêu anh. Thế nhưng chính anh ấy cũng không biết rằng búp bê cũng có linh hồn và nó cũng yêu anh. Không lâu sau đó, cô người yêu bị người ta hại chết và chàng trai bị người dân cho rằng là kẻ giết người. Sau khi chàng trai chết, con búp bê vẫn luôn túc trực bên mộ anh cho đến mãi mãi. Hôm nay Tofu sẽ đem đến cho các bạn bộ phim về búp bê báo thù, búp bê hình nhân, nam thanh niên thuộc các ngành nghề khác nhau được mời đến một bảo tàng nghệ thuật trên núi. Có người là nhiếp ảnh gia, sinh viên, nhà văn, diễn giả. Nam chính Tê Son không được mời mà đến, đã gặp nữ chính Hemi như thế. Người phụ trách bảo tàng rất nhiệt tình với họ, giới thiệu cho họ từng loại búp bê ở đây, sau đó sẽ làm những con búp bê tương tự họ. Và người làm ra những con búp bê đó là họa sĩ Im đang ngồi trên xe lăn. Sau đó người phụ trách đã sắp xếp chỗ ở cho từng người. Mỗi một căn phòng đều có một con búp bê hình nhân. Rất nhanh đã đến bữa tối. Trên bàn ăn, nhiếp ảnh gia đã tinh ý nhìn thấy con búp bê trong tay John Ha. Cô bé chuyên viết tiểu thuyết thuận miệng nói nếu cô tiếp tục giữ nó thì nó sẽ có linh hồn đó. Những thứ vô tri vô giác sẽ có linh hồn khi được ở bên con người quá lâu. Sau bữa ăn, họ bắt đầu chụp hình. John Ha đột nhiên bịt tai và run lẩy bẩy. Cô nghe được những âm thanh kỳ quái đang nói chuyện với mình. Sau đó thì mắt cô ấy trợn ngược lên và bắt đầu lên cơn động kinh. Mọi người vội vàng cho cô ấy uống thuốc. Tê Sơm nhưng lúc mọi thứ đang hỗn loạn, lẻn vào phòng làm việc của người phụ trách. Anh lục lọi trong phòng của người phụ trách và không biết là mình đang làm gì. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân. Tê Sơm trốn trong chiếc tủ cạnh đó. Thế nhưng đột nhiên lại có một bàn tay đưa ra. Tê Sơm kinh hãi quay lại thì phát hiện ra đó là một con búp bê hình nhân. Mắt nó còn chuyển động. Người phụ trách ngay lập tức tìm thấy anh. Khi anh đang dựng tóc gáy vì sợ, Tê Sơm giải thích rằng anh vào đây để gọi điện cho bạn gái. Tất nhiên người phụ trách không tin lời anh, cảnh cáo anh đừng nghĩ tới chuyện gì khác mà hãy ngoan ngoãn đi. Lúc này Hemi ra ngoài nhà phát hiện ra cô bé mặc váy đỏ Mina, và cô cũng phát hiện ra trong phòng của họa sĩ Im có búp bê hình nhân của Mina. Hai người nói chuyện thì họa sĩ Im cho biết Mina đã biết Hemi từ rất lâu rồi. Thế nhưng Hemi nói đây là lần đầu tiên cô gặp Mina. John Ha vừa bình thường trở lại thì lại phát điên, nói Hemi đã làm hỏng con búp bê đã bên cạnh cô ấy gần 20 năm chỉ bởi vì trước đó Hemi đã giúp cô ấy nhặt nó lên. Quay trở về phòng thì phát hiện ra phòng cũng bị ai đó làm lộn xộn hết lên. Chắc chắn có người đứng sau những trò đùa quái ác này. Trong bữa tối, nhiếp ảnh gia kể chuyện cho mọi người nghe về câu chuyện búp bê báo thù. Truyền thuyết đó là từ ngôi nhà dưới chân núi, ngôi làng tan hoang sau khi bị búp bê trả thù. Nhiếp ảnh gia biết những điều này là bởi vì tổ tiên anh là người của ngôi làng đó. Những người khác lúc này mới phát hiện ra họ chính là con cháu đời sau của người dân làng đó. Đây chẳng lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Lúc này Hemi phát hiện ra Mina đang đứng ngoài và khóc. Mina trách Hemi đã không nhận ra cô ấy. Nói xong thì giơ đôi bàn tay đầy máu ra. Lúc này bà Im xuất hiện dưới lầu. Mina có vẻ rất sợ bà ta nên bỏ chạy vào trong rừng. Hemi đuổi theo cô bé nhưng bị trượt chân ngã. Bởi vì John Ha không dùng bữa tối nên cô sinh viên mang đồ ăn đến cho cô ấy. Thế nhưng gõ cửa rất lâu mà vẫn không có ai trả lời. Vừa mở cửa, cô sinh viên hét lên kinh hãi. John Ha đã treo cổ trên chiếc đèn và là nạn nhân đầu tiên phát hiện ra chuyện này. Người phụ trách gọi báo cảnh sát, thế nhưng cảnh sát không hề đến. Lúc này cô sinh viên muốn đi vệ sinh, cô không dám đi một mình, chỉ có thể nhờ nhiếp ảnh gia đi cùng mình. Trong mỗi nhà vệ sinh đều để một con búp bê hình nhân rất đáng sợ. Cô gái bước vào trong, sau khi xong định rời đi nhưng lại bị một bàn tay giữ lại. Nhiếp ảnh gia lấy máy ảnh trên tay chụp bên trong qua khoảng trống. Thế nhưng khi nhìn bức ảnh đã dọa anh sợ chết khiếp, anh cuống cuồng bỏ chạy, lái xe muốn rời khỏi đây. Ai mà biết được con búp bê hình nhân đã ở trong xe từ bao giờ. Nó không cần ra tay, chỉ cần dọa anh để tự gây ra tai nạn. Mặt khác, Hemi bị trượt ngã đã tỉnh lại. Trong khi hôn mê, cô đã nhớ ra thì ra Mina chính là con búp bê mà hồi nhỏ cô thích nhất. Cô đã quên Mina. Lúc này Mina xuất hiện phía sau lưng cô. Cô bé rất vui khi Hemi cuối cùng cũng đã nhớ ra mình. Hemi vì quá sợ hãi chuẩn bị bỏ chạy nhưng bị Tê Sông giữ lại. Thì ra Tê Sông hoàn toàn không phải người mẫu mà là một cảnh sát. Anh đến đây để điều tra. Anh nhìn thấy trong bức ảnh của nhiếp ảnh gia là Hemi đã sát hại cô sinh viên, vì vậy cho rằng Hemi chính là hung thủ. Chính lúc này bà Im xuất hiện. Bà ta hỏi Tê Sông chỉ dựa vào bức ảnh là có thể nhận định được hung thủ sao, khiến Tê Sông nhìn lại bức ảnh lần nữa. Lúc này Tê Sông mới phát hiện ra hung thủ trong bức ảnh đã biến thành búp bê hình nhân. Bà Im kể câu chuyện cách đây 60 năm. Thì ra chàng trai năm đó sau khi bị giết chết, con búp bê vẫn luôn túc trực bên mộ của anh ấy cho đến khi nó gặp được họa sĩ Im thực sự và anh trai của cô ấy. Vì vậy nó đã nhập vào Im để tìm kiếm hung thủ đã sát hại chàng trai năm đó. Cho đến khi không lâu trước đó, bà ta đã tìm được con cháu của mấy tên hung thủ, cũng chính là những người được mời đến viện bảo tàng này.
Thậm chí, Tae Song vô tình đến đây thực ra không phải là vô tội. Thì ra, ông nội của Tae Song chính là người đã sát hại bạn gái của chàng trai năm đó, là thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này. Không còn nghi ngờ gì nữa, người mà con búp bê căm hận nhất chính là ông nội của Tae Song. Vì thế, bà ta đã dùng xác chết để thu hút anh ấy đến đây. Mục đích chính là trả thù cho chàng trai năm đó. Sau khi nói xong, đầu bà ta thay đổi sắc mặt, sau đó thì đi lên lầu. Tae Song và Hemi muốn bỏ chạy. Hemi bị Tae Song còng tay lại, mà chìa khóa thì Tae Song lại để trong phòng. Anh để Hemi lại với khẩu súng và chạy về phòng lấy chìa khóa. Anh vừa rời khỏi thì Mina xuất hiện. Mina an ủi Hemi đừng sợ. Hemi quá sợ hãi đã bóp cò súng vào Mina. Thế nhưng, phát súng đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Mina. Mina rất buồn vì không muốn ra tay với Hemi. Cô ấy chỉ có thể tấn công Tae Song, dùng dây thừng để treo cổ Tae Song. Hemi quá lo lắng, đã dùng xà phòng để thoát khỏi chiếc còng tay. Cô nhớ đến lời nhiếp ảnh gia từng nói, muốn giết chết linh hồn của búp bê hình nhân, phải chọc vào mắt nó rồi bẻ đầu nó ra. Vì vậy, cô tìm đến búp bê hình nhân của Mina. Chính vào lúc cô chuẩn bị phá hủy con búp bê, Mina vội vàng thả Tae Song ra và chạy qua. Cô không ngờ rằng Hemi lại một lòng muốn giết cô như vậy. Mina quá đau buồn và đôi mắt hóa đỏ. Cô ta giết Tae Song và tiếp tục đuổi giết Hemi. Chính vào lúc cô định giết Hemi thì nhìn thấy vết sẹo trên tay của Hemi. Chính là do Hemi lúc nhỏ vì cứu cô mà bị thương. Nhớ đến đây, Mina lại khôi phục lại hình dáng ban đầu. Cô thả Hemi ra, nhưng bà Im rất ghen tị với Mina vì cô có một người yêu thương và đã phá hủy hình nhân của Mina vì không tuân theo mệnh lệnh. Mina nhanh chóng biến mất. Bà ta chuẩn bị giết Hemi, nhưng không dễ dàng như vậy. Đúng thời khắc nguy cấp, một ông chú bí ẩn xuất hiện và bắn chết Im. Thì ra ông chú này chính là chồng của Im. Ngày trước, ông luôn bị người phụ trách nhốt dưới tầng hầm. Lý do bỏ trốn bây giờ chính là để đi giết người thân. Ông biết rằng chỉ có giết chết con búp bê hình nhân thì vợ ông mới được giải thoát. Chính vào lúc ông chuẩn bị đi phá hủy con búp bê hình nhân, người phụ trách đã cản ông lại. Hai người lao vào ẩu đả. Cuối cùng người phụ trách bị ông chú cho một nhát rìu vào lưng. Lúc đó Im vẫn chưa chết, lại lao vào tấn công Hemi, nhưng bị Hemi dùng kim đâm chết. Cuối cùng Im đã thực sự mang theo linh hồn của con búp bê cùng chết, chấm dứt mối hận thù bao đời này. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Bộ phim ra mắt năm 2004. Câu chuyện kể về một con búp bê hình nhân báo thù, nhưng đồng thời nó cũng kể về câu chuyện búp bê trả ơn. Nữ chính hồi nhỏ cứu búp bê Mina một lần. Mina kể từ đó đã có linh hồn và luôn ghi nhớ điều này. Con người vẫn luôn có mới nới cũ. Nữ chính đã phất con búp bê mà cô đã từng không quản ngại nguy hiểm để cứu nó. Không biết là do trái tim con người dễ thay đổi hay do búp bê quá cứng đầu. Nếu có thể đưa chúng ta quay trở về thời hồn nhiên vô tư của tuổi thơ, bạn có nhớ tất cả những thứ mà chúng ta đã từng rất yêu mến không? Chúng hiện bây giờ đang ở đâu? Được rồi, bộ phim hôm nay kể đến đây thôi. Tofu hẹn gặp các bạn trong những bộ phim tiếp theo.